Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Khánh và Lốc, đồng loạt Châu Phi. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt. Buổi sáng hôm nay thì là hai em Phong Thương thì là cũng là nấu một món ăn ngon động viên bà con để trong các công việc sắp tới. Buổi chiều ngày hôm nay thì là đại diện là bản nàng là chú Sico, ba ba Adenino, Tia Bao là Mama Flora. Là hôm nay là Huy Khánh là sẽ nhường cái micro này để chú Sico cùng ba ba Mama là sẽ là làm hướng dẫn viên, làm sao sẽ giới thiệu bản nàng trong quá trình hàng bao nhiêu tháng nay là cộng đồng Việt Nam mình đồng hành cùng Huy Khánh hỗ trợ bà con. Thì là hôm nay là sẽ Khánh sẽ dành vị trí MC cho chú Sico và các ba Mama là sẽ giới thiệu về bản nàng cho hai mạnh thường quân, hai em Phong Thương. Dạ vâng á. Dạ. Em cầm đấy, anh đóng cúc cho chú đấy. Đấy, Khánh đóng cúc lại cho chú đấy. Để mic thu được hay hơn. Quý vị khán giả là cùng chờ đợi là xem chú Sico, ba ba Adenino với cả Tia Bao là Mama Flora làm hướng dẫn viên như nào nhá. Khánh là sẽ cùng gọi là trên tay là điều khiển flycam muốn ghi lại những khoảnh khắc mà hai em là đến thăm bản nàng và để động viên bà con. Thì là bây giờ thì quý vị khán giả cùng đi mê Vi Khánh của bà con nhá. Cảm ơn TC cổ bữa đẹp là A của đại MC. Sì. Một tra tiệm và bao lô cùng Lily á. Tạm biệt. Sì. Tao đã xin chào bà mus cami á. Sì. Tao chịu bao lô. Xin chào chúng tôi phàm mus. Sì. Xin mời đi đi. Sì. Papa đi lên, mama bao là mama flor. Tá bom. Esta própria nossa caminhada mesmo é longa. Porque nós próprios. Oh. Vamos entrar aqui. Aqui, Tissico, não vou entrar aqui. Aqui, vamos entrar. Aqui, vamos entrar. Aqui, feijão, né? Yeah. Rapaz, nós iniciamos aqui a fazer o nosso trabalho. Yeah. Esse aqui é o nosso feijão. Bem bonito. Sim, feijão. Muito depois, bonito. Temos os próprios paus. Esse é o próprio trabalho que para esse feijão trepar mesmo assim. Yeah. E temos aqui o milho bem bonito também. Yeah. É, da forma que está aí. Então, estamos aqui sempre. Metemos aqui tomate, que é a semente. Sim, está aqui o trabalho que está se fazendo. Aqui, temos aqui o pepino também. Assim agora já está a ficar grande, já está aqui, outros já estão da flor e outros também já estão aqui. Os grandes. Muito cuiar, né? Muito, isso aqui cuia muito mesmo. Aqui pepino vitamita, né? Sim, pepino vitamita. Sim. Aqui a semente é brinjeira, aqueles grandes. Sim, esse aqui. Yeah. Aqui. Aqui também bobra. Aqui assim. Estamos aqui, tem aqui, isso aqui rama muito mesmo em Vietnamia. Sim, isso tudo. Aqui também estamos a chegar aqui. Isso também é pepino, está andando muito. Este aqui é pepino. Aqui também, já está aqui, já tem grande. Está aqui. Está aqui também, está bem grande. Já está a sair, bem grande, bem bonito. É. Outro também já está aqui. Bem grande, esse aqui já está grande mesmo. Yeah. Está aqui muito grande, esse aqui é o trabalho. Está se fazendo muito bonito. Sim, assim depois vender mesmo, isso passa a ser de subir aqui nos pau, vai andar mesmo muito. E depois vender também sai muito dinheiro. Muito dinheiro, é comer, muito dinheiro. Comprar toda a coisa que nós queremos. Sim, carne, tudo. Sim. Ah, isso também, tudo mesmo aqui, tudo está bem bonito. Entaramos. Sim. Cánh đồng con là một màu xanh rồi. Quá đẹp. Vamos ao milho. Quý vị khán giả là hôm nay là nói hay hay không hay thì là quý vị khán giả cứ ủng hộ chú Sico nhá. Và ba ba đây. Aqui também o milho. Esse aqui é Vietnam também. Sim. Branco. Sim. Sim. Vamos entender. Isso aqui tudo mesmo é o nosso milho. Isso aqui está bem bonito. Meteu dois. Já, muito grande mesmo. Sim. Sim. Muito bonito.
No tomate de coxa. Uhum. Muito milho, tio Paulo. Oh, isso aqui tudo mesmo já tá andando milho. Oh. Sim. Sim, isso aqui é tomate. É. Temos aqui o tomate. Daqui a bocado já vai crescer isso tudo mesmo, mas pronto. Esse aqui é o tomate que estamos a fazer. Boas plantas, da forma que o teu Paulo já está a ver. Mas ali, o trabalho que as pessoas estão a fazer na comunidade. É. Tudo. Sim. Sim mesmo. Até aqui. Yeah. Isso tudo, isso aqui todo é o trabalho da comunidade. Aqui também a semente, de onde que nós tiramos semente que metemos aqui, isso tudo também a comunidade fazer o trabalho. Tem muito de tomate mesmo. Sim. Agora, tomate é muito caro. Tomate está muito caro mesmo. Aqui quando vier, assim, vamos ter depois de dinheiro. Sim, sim. Muito dinheiro. Aqui também, estamos aqui, temos muito feijão. Isto aqui é feijão, semente vietnamita também. Sim, isso tudo, estamos assim até aqui, isso tudo mesmo, esse feijão. Esse é feijão preto. Sim. Olha, também já está crescendo, daqui a pouco já vamos ter boa de dinheiro. Sim, isso assim, feijão mesmo, vamos comer muito bem. Cái đậu rất là khỏe luôn. Vườn rau đay này. Rau đay. Đấy rau đay đấy. Nhưng rau đay nó rất là đắng. Rau đay này không đắng anh ạ. Không đắng. Rau đay này ăn ngon lắm á. Dạ bon. Anh không biết đâu. Cứ nghĩ là rau đay là cái đúng không? Chỉ tội là nó hơi già thôi. Dạ. Rau đay. Ok. Đây hai em lên đây trước. Lili, tô Paulo. Essa aqui também é a nossa batata. Metemos boa batata, muita da batata. Uhum. Chegamos aqui também. Tem muito rama. É muito rama mesmo, essa aqui. Ui, já olha, não. Yeah. Aqui também já tínhamos metido muita batata, acabamos já comemos. Sim. Bem bom mesmo. Sim. Muito grande. Muito grande mesmo. Sim. Ở đằng dưới chúng thì là quả nó hơi nhỏ. Cá cú nó nhỏ bởi vì nó bị ngập úng rồi nè. Nước nha. Nước nha. Nước nha. Nước nha. Nước nha. Muito bem, muito bem. Aqui também. Temos a batata aqui do Paulo, tia Lili, aqui também, a batata nossa, a comunidade. Até mesmo lá em cima, isso tudo. Foi acabar muito batata abaixo, né? Sim, assim depois eu vim cavar já a batata, depois quando chegar o próprio tempo aqui, é cavar, isso aqui assim, já daqui a bocado já está andado. Aqui, sim. Isso aqui agora, isso tudo mesmo é a batata. Nossa, muito trabalho. Aqui estamos a fazer o trabalho, cavar essa terra para fechar aqui no poço, ficar mesmo bem para não ir com água, porque esse nosso poço já que está nos dando água. Aqui também para criar muita água. Água para tem água, né? Sim, tem água. Assim mesmo. Vamos fechar aqui. Sim, cavar mais assim mesmo, fechar aqui, fechar ali, depois aqui, enche água. Sim, para que também nos consiga de nos dar água para regar essas plantas todas. Sim. Yeah. Temos aqui o nosso poço. Sim. Esse nosso poço já foi mesmo no fundo. A água já tinha ali, parece que não vai chegar. Ele é muito baixo. É muito baixo, sim. Yeah. Aqui, essa aqui foi um trabalho muito duro. Foi mesmo na profundidade. É. Sim. Esse aqui é o trabalho que você fez.
Assim nós comíamos uma água salinada, tinha muito sal. Mas agora a água está muito bom. Estamos a comer mesmo bem. Sim. Isso aqui é o trabalho que as pessoas estão a fazer. Sim, sim. Aqui, vietnamita. Sim, está aqui já o sinal. Nome completo. Sim. Ai, como é tu? Tá bom. Cái này đập là sao bình thế là mình cắn hết rồi. Ừ, cắn hết rồi để cho nó to nó mới đỡ sói được. Ừ. Là sẽ đập sẽ có cải tiến trong thời gian tới. Đập hai cấp đúng không? Ừ. Sẽ có cải tiến trong thời gian tới bằng phần thân là phải bay bằng gạch bằng bay phải bay xuống để cho nó có điểm tựa. Thời gian tới là đằng sau này cũng có điểm đỡ, mà đằng trước cũng có điểm đỡ. Làm sao mà để nước nó không bị ngấm vào trong cái này? Dạ. Sim. Sim, de novamente estamos a meter, metemos mais muita brigeira. Esta aqui, sim, é brigeira. Esse gachinho de xinxia, gachinho. Sim. Olha, Paulo, sabe bem. Nosso chá é Angola, hein? Angola. Agora aí, brigeira, aquele grande. Sim. Isso é tudo. Chá, gachinho está a crescer. Já. Temos aqui a nossa rama. A rama já está comendo. Já, essa aqui já estamos a comer. Deixamos muito tempo já de comer. Uhum. Mas depois também metemos mais essa aqui agora que está a crescer. Essa aqui agora já está bem bonito. Aqui rama chama Ramuang. Ramuang. Tá bom. E depois temos muito quiabo. Isso aqui também encontra-se já logo, bué de quiabo. Muito mesmo. Isso aqui não vale a pena, isso tudo. Então, vemos que essa aqui, nossa quiabo, vai nos dar bué de dinheiro. E vamos comer mesmo bem. Aqui, isso tudo, esses quiabo. Você já está aqui, vai nos dar bué de dinheiro. Sim. Temos aqui a nossa brigeira. Estamos a comer. Nossa brigeira já está aqui. Bem grande. Sim, já estamos a comer. Mas pronto, isso é tudo. Tem muito. Muito. Já 20, já 25. Sim, já muito. Isso é tudo. Assim. Boa brigeira. Essa brigeira cuia muito. Sim. Tudo já comeu, né? Já comemos. Cuia, muito mesmo. Sim. Sim. Isso aqui é o trabalho que a comunidade está a fazer. Então, e também temos mais esses próprios milho aí, sempre o cachaca sente esse milho aqui. Isso aqui já está quase, daqui a bocado. Já. Vamos morar agora com a né? É uma mưa, né? Bacó não deu tudo aqui, tem uma cắm thêm, mà. Sim. Hiện tại thì chú sĩ cụ đã làm hướng dẫn viên cho hai em Phong Kiên, hai bạn thường quân đến thăm bạn nàng. Còn đâu là chú với cả ba bạn thanh niên đang đi vặt gà để bán cho bà con. Nguyên tập gà rất là ngon luôn. Sí. Agora esse tipo aí agora sim já é grande também. Esse aqui tá muito bonito. Sí. Muito Chico, tio. Tá vendo? Sim. Isso. Cai xa, tá com a da brisera, tá bom? Sim, tá bom, tá bom. Isso aqui tá bom. Quý vị khán giả có thể thấy cái sọt là hai em Phong Thương đã bà con. Bây giờ là cái cà, mấy cả đường rau là rất là chuẩn luôn ạ. Tá bom, né? Tá bom. Agora chúng ta muốn lấy bánh này nhé. Tá bom. Sim. Cứ để đầu vào đấy rồi để chú với cả ba bạn thanh niên là nà vặt. Tá bom. Đây hai em còn vào xem ruộng cà này. Rất là đẹp luôn này. Ruộng cà của bà con này. Cà này là người Việt Nam mình thích lắm này. Cà xanh, cà xanh. Muối ngon giòn lắm. Đấy chú sĩ cụ tiếp tục MC đi. Sự tu du. Rất là nhiều nha. Muy ta brigeira. Sẽ kêu trabalho que as pessoas estavam fazendo. Sim. Agora treino tudo o código de verde ali. Sim, agora tudo mesmo, já é verde mesmo. Sim, já tudo, já tem rama mesmo. Não vale a pena, é muito dinheiro. Nós só estamos esperando, assim, recolher, vender, já é só comprar peixe.
arroz, massa, óleo e carne. Comer mesmo bem, sim. A pessoa trabalhar, assim mesmo você já encontra já tanto, velho. Muito grande, velho. Ai, em hỏi chú là thế ngày xưa thì lúc mà tin lúc anh Khánh chưa đến đây thì như thế nào? Đấy. Các em thử phỏng vấn lại chú xem là chú trả lời như nào. Tio, antigo, não meter as coisas tudo esse? Não, antigo, não tínhamos meter aqui, só metíamos milho, mandioca, jinguba. Agora, quando o tio Martins veio, agora iniciamos de limpar isso tudo, limpamos, metemos. Primeiro entrou, tínhamos metido couve aqui, depois metemos milho aqui, metemos jinguba lá embaixo. Recolhemos jinguba, o milho também saiu muito mesmo. Até agora estamos comendo. Dinheiro de couve também que saiu aqui também já comemos. Jinguba também, não vendemos, nós próprios comemos. Aqui também havia essa, muita rama aqui. Comemos muito dinheiro e também comemos a própria rama por completo. Saiu mesmo muito bem. Sim. Martin veio aqui para dar tudo mundo que cozinha com comida. Sim. Sim, também tem muito dinheiro. Sim, tem muito dinheiro mesmo. Sim. Não, ele ajuntar mesmo Angola mesmo aqui. Sim, ele está bom mesmo a juntar. E queremos que até ainda agora mesmo continue ele e também o tio Paulo. Mas ele também continua também de ajuntar para que ele também tenha mais força e nós também ter mais força. Comunidade, é para nós termos força, para a pessoa trabalhar bem. Martins muito bom, né? Martins muito bom. Tio Martins, tio Zé, Carlos, muito bom. Sim, estamos a trabalhar bem. Sim, aprendemos. Agora está aqui essas obras, também estamos a levantar as obras. Também está bom, estamos a aprender junto com ele. Sim. Aí nas mamães também, de segurar nas colheres, está nos ensinando mesmo bem, construir. Depois Martin ensina mais tudo. Sim. Ensina mais, depois aprende a fazer igual a vietnamita. Sim. Agora já as mamães já aprenderam, também estão a cozinhar, rama vietnamita, depois cozinhamos a rama banana, aquelas pontas da banana, já comemos também, está muito bom. Sim. E muita coisa que estamos a comer agora. Já tem grama a comer, agora... depois tem mais casa, bonito. Sim. Muito tudo mesmo. Fica aqui, tudo família. Tudo sim. Família, tudo comunidade família. Não, ele é muito bom. Agora estamos a aprender muita coisa. Homem, mulher, estão a aprender também. Nós aprendemos, mulher também estão a aprender. Sim, cozinhar. E isso já comemos muito, tudo mesmo. Pepino também já estamos a comer, sem problema. Sim. Hai bên trồng xả đẹp thế anh nhỉ? Đấy, con đường xả của bạn ấy. Đẹp vời luôn. Con này rất nhiều xả luôn. Đấy. Đẹp luôn. Bên đều cả hai bên. Bên này tương lai là còn trồng nhiều. Bên này đậu cũng nhiều trái này. Này đậu đen ấy nhỉ? Estamos aqui. Temos aqui as plantas. Essas nossas plantas. O tio Martins, quando trouxe, ainda era pequeno, mas agora já também está aí, está andando. Isso já tudo está bom. Esse já agora também está recuperando, está o meio. Essa aqui já está floreada também. Tem flores. Sem maçã. Está aqui, está bom. Chegamos aqui. Essa goiabeira aí também está bonito. Nós até aqui. Chá này thì khán giả là bảo là vặt bớt đi này để cho cây nó khỏe này. Đúng rồi, nó đang yếu cây mà. Đấy. Bà con bản bảo là mới mang sang đang nhỏ và giờ nó nhanh lớn. Xin chào tiên à. Xin. Tạ bố hết tiên sinh rồi. Tạ bố. Rồi, ok. Đó sẽ chia phụ nữ giả sĩ Angola. Bao nó tính một xà để đi Azura S. Xin. Nós assim em Angola, esse tipo assim que está já não temos. Sim. Tem que ficar grande. É. À, đây là cây móc mật đó. À, móc mật. 4 cây à? Đấy, rồi 6 rồi. Cây móc mật. Estamos aqui. Ok. Estamos aqui esses copos, tudo tem. Tải nhãn. Dạ. Hoa giấy, cốc. Cốc. Đủ hết các loại cây ấy. Sim. Có thời gian này là chuyển sang hoa giấy là một khỏe rồi. Nhìn tụi bay. Hoa giấy này khỏe rồi. Aí tem cinco. Temos mais aqui. Sim. Temos aqui a nossa flor. Aqui. Essa aqui é flor, essa aqui. Já.
Đấy, hoa hồng đấy. Sao cái bé bonito. Yeah. Rồi. Depois estamos aqui. Este aqui assim, licença, caboclo da casa. Então, se feito hoje já bem, só estamos esperando, porque a chuva é demais ainda, paramos um pouco, mas daqui a pouco já vamos iniciar com o trabalho. A gente já, o caboclo já está bom. Đây là lên nhà thứ ba. Hôm nay xuất đi cổ tự tin phép nhỉ? À mô. Dạ, temos aqui a casa. Isso aqui é casa de banho. Casa de banho. Sim. Bem, aqui é a cozinha. Sim. Já tem tudo. Aqui já é a cozinha, sim. Aqui é o lugar de... Já tem sala, já tem sala. Sim. Temos aqui a sala. Temos aqui o quarto. Sim. Já tem tudo, certo? Sim. Quarto, sala, cozinha e casa de banho. Sim. Sim. Muito bonito. Sim, está muito bonito. Tio levar a comida aí, a tio levar o balão. Vem aqui, hein? Sim. Aqui. Estamos aqui. Aqui é o nosso armazém. Aqui é o nosso armazém. Casa de repouso e ao mesmo tempo temos aqui a nossa máquina de fazer fuba. Milho, bombô. Isso aqui é muito coisa... Muito bom, né? Sim mesmo, é só meter e trabalhar, a fuba está a sair, aqui no milho. Bà con xây phun mua ở bán là không mất tiền. Là bà con là cũng phát triển kinh tế. Đấy. Để tiết kiệm nhiều tiền đó. Để hỗ trợ bà con trong quá trình là xây dựng nhà. Thì gọi là những người mà bản làng khác tới xây thì lại có cái tiền đấy để mua thêm dầu nhớt, thêm vào để dầu nhớt sang hoạt động máy. Đúng rồi. Là bản là không phải mất cái gì mà hết đâu. Nói chung là hỗ trợ được mình với cả hỗ trợ được một số bà con ở lân cận. Đấy, phát triển lên toàn bộ. Nếu mà bán khác mà người ta có rồi thì người ta ở bán người ta còn không. Ví dụ người ta còn thiếu thì người ta lại đến bán mình. Có nghĩa là mình có máy ở đây là bà con cũng có tiếng ở vùng, có thể hỗ trợ được những người lân cận nữa. Rất là hay. Tiện phát triển kinh tế, trao đổi thông thương. Đấy là tiến tới lâu dài là sẽ có một cái chợ dân sinh ở đây. Thì là bà con sẽ phát triển. Bây giờ ta mô nhá, tí xí rồi. Ta mô mấy tụi mô. Quý vị khán giả là hôm nay là Khánh nhường vị trí MC cho chú Si Cù với cả các ba đây đi nù với cả hai mama là dẫn em Phong với cả em Thương là đi tham quan một vòng bản làng từ cây trồng vật tư đến tất cả mọi cái từ giếng nước xong là lên trên là nhà cửa và bây giờ là điểm cuối cùng dừng chân ở nhà cộng đồng. Thì là quý vị khán giả là cho chú Si Cù với cả các ba mama ở bản làng 16 hộ bản làng Hoa Hồng bao điểm ạ. Thì là quý vị khán giả cứ bình luận ở dưới comment nhá. Để Khánh sẽ có thêm những thử thách dành riêng cho chú. Có những đoàn khách tiếp theo thì dần dần là chú sẽ nói quen và chú sẽ biết cách làm sao mà dẫn chuyện hay hơn. Thì là quý vị khán giả ủng hộ chú Si Cù nhá, cùng ba đi lù và các mama của bạn nàng nhá. Ba bo chú Si Cù. Ôi gì vui tụi bo á. Thì là hôm nay là Khánh đảm nhận vị trí là trên tay là điều khiển flycam là vừa đi vừa quay những khung cảnh đẹp để ghi lại cái kỷ niệm. Mà hôm nay là hai mạnh thường quân, em Phong và em Thương đã hỗ trợ bà con rất là nhiều. Đã gửi tặng bà con rất nhiều món quà, từ bạt đến đến cân, đến sọt để đựng hoa, quả, là rau, rậm sau này. Là có thu hoạch là bà con có thể bán cho lái buôn rất là dễ dàng. Và hai em cũng hỗ trợ bà con từ sáng giờ là nấu một bữa ăn ngon, động viên tinh thần bà con. Làm sao có sức khỏe để tiến tới công việc làm sao thuận lợi và thuận buồm xuôi gió nhất. Và ngày hôm nay là thay mặt bà con bản làng thì là cũng cảm ơn hai em rất là nhiều đã dành thời gian một ngày xuống đây thăm bà con và cũng các em cũng đi một vòng tham quan cánh đồng rồi. Thì là các em có cảm nghĩ như nào về bà con bản làng 16 hộ? Hai em nói lên cảm nghĩ thôi, từ sáng đến giờ thì bà con như nào thì hai em nói lên cảm nghĩ để cho có thể nói bằng tiếng Bồ, có thể nói bằng tiếng Việt. Thì là cảm nghĩ của hai em thì là suy nghĩ như nào thì là về bà con bản làng. Dù rằng là anh em mình vẫn biết rằng là mình là người Việt sang Angola làm ăn sinh sống ấy.
anh em mình cũng tiếp xúc rất nhiều người dân Angola rồi, từ người nghèo đến người giàu đều làm chủ cá, nên là khi mà tiếp xúc bà con ở bản làng này thì là mọi người theo quan điểm của anh nhá, thì khi các em đến đây có thể là các em nhìn thấy là bà con vẫn còn thiếu còn yếu nhiều thứ, nhưng tất cả chúng ta cộng đồng Việt Nam và các mạnh thường quân đang chung tay cùng với anh ấy, thì là cũng đang hỗ trợ bà con hết mình làm sao mà để thoát ra được cái đói, xong sau này có điều kiện rồi đấy thì mọi người sẽ được học hành và phát triển đi lên, thì dân trí tự khắc là sẽ đẩy lên và kinh tế sẽ phát triển, thì mọi thứ thì chắc khoảng 20-30 năm nữa thì bà con cái thế hệ sau thì sẽ như anh em mình thôi đấy. Nên là ngày hôm nay bà con có cái gì mà các em nhìn thấy bà con còn thiếu yếu thì các em đã tư vấn rồi, các cũng hướng dẫn bà con rồi nên làm như thế nào thì anh cũng lắng nghe khi mà các cuộc nói chuyện riêng của các em với bà con ấy, thì là anh cũng rất là hiểu các em cũng muốn truyền những cái thông điệp hay những cái cách thức làm việc của Việt Nam mình để hỗ trợ bà con sau này tốt lên, thì anh rất là cảm ơn. Và một lần nữa thì tiêu si cùng đâu lắng nghe hai em cảm nghĩ của hai em đã thì là cảm nghĩ của Thương với của Phong như nào hôm nay một buổi xuống thăm bà con. Hôm nay em xuống đây, vợ chồng em thì xuống đây thăm bà con ở dưới đây, thì có xem video của anh rồi thì thấy bà con ở dưới đây thứ nhất là cũng gần gũi thân thiện, hoàn cảnh thì cũng đang khó khăn, thì vợ chồng em trước giờ thì nói chung là cũng bận không có thời gian để xuống thăm bà con ở dưới đây được, thì hôm nay em mới thu xếp được thời gian xuống, thứ nhất là để thăm bà con sức khỏe rồi công việc. Đấy, trước khi em cũng có nói chuyện với bà con thì bà con nói là trước đây chưa có mặc tin ở đây thì là cuộc sống của mọi người thì tất nhiên là sẽ khó khăn hơn nhiều. Đấy, sau khi mà có anh mặc tin ở đây thì cải thiện được bữa ăn, từ bữa ăn cho đến những căn nhà rồi đấy, thì hôm nay vợ chồng em cũng nói chung là cũng có ít lòng nhiều. Anh cảm ơn. Đấy, thì là em muốn đến để hỗ trợ bà con nấu một bữa ăn Việt Nam để cho bà ăn, bà con có một bữa ăn ngon rồi để có sức khỏe để tiếp tục để mà xây lên được những cái căn nhà đẹp để cải thiện cuộc sống nhiều hơn. Cảm ơn. Rồi, em cảm ơn. Lily, Paolo, Tafala, oggi Azuma tempo via qui che riazuda comunità di così nha un comida bom azuda comida di tan forza. Depois continua acabar tem baixo su. Cùng continua tudo coisa lavra. Cùng continua casa acabar. Mais até um tempo pequeno, tu vai acabar tudo aqui, comunidade, tem casa bonito. Tá bom. Agora, Matipo, a comunidade, o Cito, o babá, mamá. Obrigado, Paulo, Lili, sim. Obrigado. Obrigado, Lili. Muito obrigado. A saúde. Sim. Trabalho bem? Sim. Como falar? Assim, nós, aqui a comunidade, hoje estamos muito contentes. Pela primeira vez o tio Paulo vir aqui, sim. E também pela primeira vez. Sim. E a comunidade não quer que vocês já param hoje. É todo momento só nos fazer visitas. Sim. E também o vosso trabalho, que estão a fazer, já que deixaram de fazer, não para por ali. Aguentam mais sempre nos apoiar. Sem vocês, nós, essa aqui sozinho não vai conseguir. Assim convosco já, com o tio Martins, vamos fazer boa coisa. E também aquela própria coragem que nós vamos ter. E já a partir de hoje já temos muita coragem. Faz mais vezes. Dạ, chúng xin cũng dành lời cảm ơn tới hai em là Paulo và Thương. Đó là Paulo và Lily. Tiếng bồ với tiếng Việt rất nộ rồi quý vị khán giả. Và đặc biệt là hai em rất là ít tuổi nhưng với cái tấm lòng thương yêu bà con bạn làng nghèo ở châu Phi, thực sự là cũng để lại cho Khánh rất là nhiều cảm xúc, rất là cảm động. Và thật lòng là cảm ơn hai em rất là nhiều cho bữa cơm thân mật ngày hôm nay. Và hôm nay là chú cũng cùng các bạn thanh niên là có một cùng cái giỏ mà hai em gửi tặng bà con. Bà con cũng vặt được một giỏ cà pháo đầy, cà pháo xanh rất là ngon, để bán cho cộng đồng bà con lại có tiền. Ngày hôm nay thì là món quà rất là đặc biệt. Bà con nói chung là cái giỏ này rất là ý nghĩa. Hôm nay bà con này vặt cà lại đầy đặn nữa, thì hy vọng rằng là tình cảm của hai em dành cho bà con cũng đầy đặn như cái giỏ cà ngày hôm nay. Thì là comunidade. Obrigado, patrocinador, Paulo, Lili, mais um vez, tá bom? Obrigado. Obrigado, Lili.
Obrigado. Obrigado. Cảm ơn Paulo nha, cảm ơn Lily. Chúc em mạnh khỏe nha. Hy vọng rằng là quý vị khán giả là theo dõi video của Y Khánh thì thấy hay và ý nghĩa thì nào ủng hộ Y Khánh cùng bà con bản làng và cho Y Khánh một đợt like, một đợt share và một đợt đăng ký kênh Y Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Hy vọng rằng những clip Y Khánh cùng với em Phong với em Thương ngày hôm nay là nấu một bữa cơm ngon thì hy vọng rằng là đã chạm được đến trái tim của quý vị khán giả. Thì là quý vị khán giả ủng hộ Y Khánh nhá, ủng hộ bà con nhá. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn mama. Cảm ơn mama. Cảm ơn Menta, Paulo. Xin cảm ơn em nhá. Obrigado. Ei, Nini. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nini. Yeah. 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 Rất là hạnh phúc luôn.